Kính chào quý vị, xin chào các bạn. Ở video này, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị tổng quan về toàn bộ hệ sinh thái Terra, cũng như là cái đồng coin Luna. Thưa quý vị, theo thống kê từ DeFinama, Terra đang xếp thứ hai về Total Value Locked. Hiện tại, TVL của Terra đang là 25,48 tỷ USD. Còn theo thống kê từ CoinMarketCap thì Terra đang xếp thứ 7 về vốn hóa thị trường. Trước hết chúng ta cùng tìm hiểu về Terra Luna là gì, cũng như Terra sinh ra để giải quyết những vấn đề gì trong blockchain. Thưa quý vị, Terra là một blockchain trong hệ sinh thái Cosmos. Ban đầu được nhiều người biết đến với ứng dụng thanh toán như Chai, MemePay, dùng đồng UST của Terra để thanh toán. Nhưng bắt đầu từ tháng 10 năm 2020, sau bản cập nhật Columbus 4, Terra đã có cho mình Smart Contract chính thức xây dựng hệ sinh thái Terra. Luna là một trong những điểm độc đáo của Terra Money, là cách thiết kế token của họ, cơ chế Dual Token với Terra Token và Luna Token. Terra là stablecoin bên trong hệ sinh thái của Terra. Nó dùng để làm đồng tiền thanh toán bên trong thương mại điện tử. Tổng lượng cung của Terra sẽ biến đổi để cân bằng giá trị của nó trong hệ thống. Tổng nguồn cung của Luna là cố định. Một vấn đề quý vị rất quan tâm đó là Terra giải quyết vấn đề gì trong blockchain? Thưa quý vị, dù cho đó là một hệ sinh thái to lớn, nhưng mục đích cuối cùng của Terra vẫn là phát triển USD, đồng stablecoin thuật toán của Terra, có hiệu quả cao, không bị kiểm soát bởi bất kỳ ai, thậm chí không bị kiểm soát bởi chính dự án. Bài toán về đồng tiền cryptocurrency ổn định giá. Cryptocurrency với những ưu điểm của nó so với fiat sẽ có tiềm năng rất lớn trong các lĩnh vực về tài chính. Nhưng một trong những trở ngại lớn nhất của nó là sự biến động về giá. Điều này làm cho việc áp dụng cryptocurrency vào thanh toán tiêu dùng hàng ngày vẫn gặp những khó khăn nhất định. Bài toán về đồng stablecoin minh bạch. Chúng ta cần một cryptocurrency ổn định về giá, đó là stablecoin, và một trong những stablecoin phổ biến nhất mà chúng ta thường biết đến là Tether USDT. Tuy nhiên, người ta vẫn luôn đặt ra những câu hỏi với đồng UST này về tính minh bạch của nó. Và bài toán về việc áp dụng stablecoin đó vào thực tế. Không phải cứ tạo ra một stablecoin minh bạch là dễ dàng được công nhận và chấp nhận cũng như sử dụng rộng rãi, mà nó cần cộng đồng sử dụng lớn, bao gồm cả những người không biết nhiều về cryptocurrency cũng có thể sử dụng nó một cách dễ dàng. Và giải pháp của Terra. Terra hoạt động với cơ chế Dual Token, với Terra là stablecoin và Luna là reverse token. Với việc tạo ra stablecoin giúp người dùng dễ dàng sử dụng, Terra có thể tự tin áp dụng nó vào thanh toán trong nền tảng thương mại điện tử. Hiện nay, Terra đã thành lập liên minh thương mại điện tử gồm nhiều tên tuổi lớn trong khu vực như Temon, Pomeno, Tiki Việt Nam. Vậy thì cơ chế giữ giá của stablecoin như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu. Thưa quý vị, gia đình các đồng Terra Stablecoin. Thực tế, đồng Terra không chỉ có một mình nó là Stablecoin. Trong mạng lưới của Terra mà nó có cả một gia đình Terra. Các đồng Terra này sẽ tương ứng với các tiền tệ hàng đầu thế giới như USD, Euro, Yên Nhật, Đô la Hồng Kông hay Đô la Singapore, vân vân. Vấn đề swap qua lại giữa các đồng
Stablecoin, Terra. Vâng, các đồng này được dùng trực tiếp trong thanh toán cho các hàng hóa và dịch vụ bên trong thương mại điện tử. Để tăng tính thanh khoản cho các đồng trong gia đình Terra này, chúng có thể được hoán đổi, swap qua lại một cách nhanh chóng với tỷ lệ tương ứng của các đồng tiền tệ fiat. Ví dụ, tỷ lệ chuyển đổi đối với TUSD sang đồng Terra Yên Nhật chẳng hạn bằng tỷ lệ đổi tiền từ USD sang đồng Yên Nhật. Vậy thì cách xác định giá trị của từng loại trong gia đình Terra Family. Giá trị của cryptocurrency trong Terra Family: Terra USD, Terra Euro, Terra Yên Nhật, vân vân. Được xác định bằng cách lấy số phiếu bầu của những người gửi tiền vào quỹ bình ổn. Vậy giá trị của Terra được giữ ổn định bằng cách nào? Đội ngũ phát triển sử dụng thuật toán để thay đổi nguồn cung của các cryptocurrency trong Terra Family. Đồng thời, quỹ dự trữ từ Luna Token cũng sẽ được dùng để bình ổn giá. Luna Collateral Token hay Reverse Token. Terra Protocol sử dụng cơ chế đồng thuận Proof of Stake của Tendermint. Trong đó, các miner phải sở hữu đồng Luna Token và stake vào hệ thống. Sức mạnh của các producer block dựa trên lượng Luna mà họ stake. Vì vậy, Luna được coi như sức mạnh khai thác của mạng lưới Terra. Ngoài ra, Luna có chức năng bình ổn giá cho Terra Family. Lấy ví dụ về đồng Terra USD. Khi giá của một Terra USD thấp hơn một USD, quý vị có thể gửi một Terra USD vào hệ thống để nhận về Luna tương ứng với một USD. Ngược lại, khi giá của một Terra USD mà lớn hơn một USD, quý vị có thể gửi Luna vào hệ thống để nhận về Terra USD. Còn đây là bảng hệ sinh thái của Terra Blockchain, Terra Ecosystem. Hệ sinh thái Terra hiện tại đã có khoảng 80 dự án, một con số không quá lớn so với Ethereum hay Binance Smart Chain, nhưng cũng không phải là ít. Ngoài ra, dự án có lẽ là lớn nhất hiện nay ở Terra đó là Anchor Protocol, đã có TVL lên đến 4 tỷ, hơn 4 tỷ. Một con số khủng khiếp đối với một dự án lending ra mắt chưa đầy một năm, ra mắt vào tháng 3 năm 2021. Bên cạnh đó, một thành viên của Terraform Lab, tôm đứng đầu sau Terra, đã hé lộ trong tương lai Terra sẽ có rất nhiều các dự án NFT ra mắt. Trong năm 2021, Terra đã được rót tiền lên đến 3 lần, với lần gần nhất là ngày 9 tháng 9 năm 2021. Và đây là danh sách các nhà đầu tư vào Terra. Đứng đầu là Binance Lab, Huobi Capital, OKX. Với nền tảng mạnh và quan hệ rộng, Terra thu hút sự đầu tư của Kakao, Venture, Kakao Investment, Dunamu and Partner, vân vân, đều là những tổ chức đầu tư lớn và uy tín hàng đầu tại Hàn Quốc, nơi hoạt động chính của nền tảng thương mại điện tử Temon. Ngoài ra, không chỉ có Hàn Quốc, Terra nhận được đầu tư từ hàng loạt các quỹ đầu tư lớn như 1KX, Kinetic, Gbit Money Group,
Chaining Capital, vân vân. Và đặc biệt là Polychain Capital, một trong những quỹ đầu tư crypto đầu tiên được hậu thuẫn bởi CQO Capital, quỹ đầu tư mạo hiểm uy tín hàng đầu ở Mỹ với các thương vụ thành công như Apple, Google, Oracle, PayPal, Stripe, YouTube, Instagram, Yahoo và WhatsApp, vân vân. Terra là dự án đầu tiên và duy nhất tại Hàn Quốc đã được đầu tư bởi Polychain Capital. Còn đây là đội ngũ phát triển của Terra, từ các nhà toán học đến các nhà khoa học và chuyên gia tài chính, với nguồn gốc từ nhiều công ty khác nhau như Apple, Microsoft và Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York. Nhóm này mang đến nhiều kỹ năng tạo nên giao thức Terra. Phần thứ hai là thông tin chi tiết về đồng coin Luna. Luna và UST User Coin. Như tôi đã giải thích về cơ chế của Dual Token phần trên, mục đích sử dụng của Luna Coin là dùng Luna để ổn định giá của Terra Stablecoin. UST hay những đồng tương tự là Stablecoin có thể được sử dụng ở các ứng dụng thanh toán tiết kiệm trong hệ sinh thái của Terra. Để tìm hiểu thêm về Luna Coin, quý vị có thể vào CoinGecko hoặc CoinMarketCap. Giá hiện tại của Luna đang là 87,86 USD. Giá trị vốn hóa thị trường hơn 32 tỷ USD. Xếp hạng vốn hóa thị trường đang đứng thứ 7 và giá cao nhất mọi thời điểm là 103,88 USD vào ngày 9 tháng 3 năm 2022. Giá trị thấp nhất mọi thời điểm là 0,121 USD vào ngày 18 tháng 3 năm 2020. Hiện nay Terra đang được list trên rất nhiều các sàn, khoảng 100 sàn, bao gồm sàn tập trung và sàn phi tập trung. Và đây là một số thông tin cơ bản về cái đồng Terra Luna. Tổng cung của Luna là cố định 994.337.468. Nguồn cung cho đến thời điểm hiện tại là hơn 484 triệu. Và đây là phân bổ đồng Luna. Vâng thưa quý vị, trên đây là toàn bộ những thông tin liên quan đến hệ sinh thái Terra và đồng coin Luna để quý vị tham khảo. Hy vọng qua những video này, quý vị sẽ có thêm những thông tin cập nhật mới nhất về nền tảng hệ sinh thái Terra. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Nếu thấy hay và bổ ích, quý vị hãy đăng ký, theo dõi, chia sẻ kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.